Phường Hạnh Phúc xin kính chào quý vị và các bạn. Chào đón quý vị và các bạn đã quay trở lại cùng với kênh Phường Hạnh Phúc. Hôm nay xin chia sẻ đến quý vị và các bạn thông điệp của con số 2323. Trong quá trình thức tỉnh tâm linh, các bạn sẽ gặp được rất nhiều con số thiên thần. Mỗi con số thì nó sẽ mang những cái ý nghĩa khác nhau để chúng ta có được cái gợi ý, cái con đường, cái hướng đi đó nó phù hợp với lại hiện tại của mình. Con số 2323 này nó có ý nghĩa gì? Khi mà các bạn nhìn thấy con số này thì nó sẽ bao gồm hai con số 2 và con số 3. Con số 2 thì được biết đến là một con số ảnh hưởng mạnh mẽ đến các mối quan hệ đối tác và mối quan hệ của chúng ta. Nó là con số để biểu tượng của sự hài hòa, cân bằng và hòa bình. Nó đang nói với chúng ta rằng chúng ta nên tin tưởng hơn vào bản thân mà còn tin tưởng vào các thiên thần hộ mệnh xung quanh ta. Và con số 3 đang nhắc nhở bạn rằng bạn là một người có giá trị với rất là nhiều tài năng. Nếu bạn muốn thay đổi cuộc sống của mình, bạn nên thực hiện và theo cái sự hướng dẫn của các thiên thần của mình. Ngoài ra con số 3 muốn nhắc nhở các bạn rằng bạn cần học hỏi những bài học quan trọng trong cuộc đời. Và hầu hết những bài học đó sẽ được học từ kinh nghiệm đi trước của mình. Rõ ràng là tất cả các con số 2 và con số 3 xuất hiện ở đây nhân đôi, có nghĩa là chúng có sức mạnh rất là mạnh trong trường hợp này. Và con số 23 muốn nhắc nhở các bạn về những cái tài năng và kỹ năng bẩm sinh mà các bạn dùng nó để mà đạt được mục tiêu của cuộc đời mình. Con số này mang đầy sự dồi dào và niềm vui trong cuộc sống của các bạn và các bạn sẽ tìm thấy được hạnh phúc của mình. Và các bạn nhìn thấy 2323 xuất hiện 2 lần thì nó cũng là tác động rất là mạnh. Và con số 232 thì muốn nói với các bạn rằng là các bạn có một cái sứ mệnh duy nhất là các bạn phải thực hiện nó và các thiên thần hộ mệnh sẽ giúp đỡ cho các bạn và các bạn không nên nghi ngờ điều này ha, và các bạn sẽ cải thiện được cuộc sống của mình. Và khi các bạn kêu gọi sự hỗ trợ từ các thiên thần thì các bạn sẽ có cơ hội rất là lớn để mà chúng ta thực hiện được những cái mục tiêu tốt của mình mà nó không bị đi sai đường. Và nếu chúng ta thấy con số 323 ngay bây giờ thì nó muốn nói với các bạn rằng hãy làm theo trực giác và trí tuệ của mình, bởi vì nó tồn tại sâu bên trong của các bạn. Thì chỉ có cách này các bạn mới có thể đưa ra được những lựa chọn đúng đắn trong cuộc đời và mục tiêu của mình. Có nghĩa là hãy lắng nghe tiếng nói của trực giác nha các bạn nha. Và con số 2323 này nó có năng lượng rất là lớn và thúc đẩy những cái điều mà các bạn còn làm đi đúng hướng. Và những cái thứ xấu, những cái thứ tiêu cực thì nó sẽ được thay thế bằng những cái mới, những cái điều tích cực. Và các bạn hãy lắng nghe trực giác của mình, trải nghiệm, tìm những điều mới mẻ và các bạn sẽ đạt được bất kỳ mục tiêu nào các bạn mong muốn. Và khi mà các bạn nhìn thấy con số 2323 này thì các bạn là có một cái sự tưởng tượng và sáng tạo rất là tốt và các bạn là một người rất quyến rũ và rất là khôn ngoan. Và nếu như mà các bạn liên kết được với cái trực giác bên trong của mình thì các bạn đưa ra được những quan điểm trong cuộc sống của bạn rất là tuyệt vời. Và các bạn là những người rất là hiếm khi mắc lỗi. Tuy nhiên, nếu mà các bạn không nghe theo trực giác của bạn, các bạn chỉ làm theo bản ngã, làm theo lý trí thì các bạn sẽ bị mắc sai lầm. Nhưng cái điều này không quá thường xuyên. Và một điều khác nữa là các bạn sẽ có cái khả năng thay đổi bản thân được trong một cái thời gian ngắn. Có nghĩa là các bạn thích ứng được với các trường hợp khác nhau, những cái cá tính khác nhau, tùy thuộc vào hoàn cảnh và những người xung quanh. Và họ luôn chấp nhận những thay đổi và thích trải nghiệm những điều mới mẻ. Và bạn là một người thích ở một mình và các bạn không cảm thấy cô đơn. Tuy nhiên là điều này không có nghĩa là các bạn sẽ không có bạn bè và bạn có thể hòa đồng và dành nhiều thời gian cho bạn bè. Và với một cái người mà các bạn thấy là nhìn thấy con số 2323 này thì các bạn thường là có sự thành công và các bạn sẽ cảm thấy an toàn về mặt tài chính và các bạn rất là dễ đạt được cái sự nghiệp của mình. Và các bạn có khả năng giao tiếp với người khác rất là tốt, nhưng mà đôi khi các bạn lại tỏ ra sự bí ẩn và tính cách của người đó rất kiệm lời và lạnh lùng. Nhưng mà để hiểu họ rõ hơn á, thì bạn sẽ thấy họ là những người ấm áp và tốt bụng, có trái tim rộng lớn và họ cũng rất là lãng mạn. Nhưng nhiều hơn điều đó thì bạn sẽ tìm thấy trong cái thời gian tiếp theo.
Và khi mà các bạn nhìn thấy con số 2323 này, nó sẽ có ý nghĩa gì? Khi mà các bạn nhìn thấy con số này thì nó có cái thông điệp khác trong tình yêu. Và nếu như mà các bạn thấy là con số 2323 này thì nó là một con số cảm xúc thật và tình yêu chân thành. Nếu con số này đi vào cuộc sống của các bạn, có nghĩa là rất là nhiều khoảnh khắc đẹp đang mong đợi bạn trong thời gian tới. Và trong tương lai, bạn sẽ yêu một người xứng đáng với tình yêu của bạn. Nếu bạn đã và đang ở trong một mối quan hệ, thì mối quan hệ đó có thể chuyển sang cấp độ cao hơn trong tương lai gần. Và những người mang số hiệu 2323 này có sức mạnh rất là tuyệt vời khi nói đến sự quyến rũ của người khác phái. Và các bạn thích cái trò chơi tình ái và họ biết cách quyến rũ người mình thích. Và họ cũng rất là lãng mạn, họ chuẩn bị nhiều giờ lãng mạn cho những người thân yêu của mình. Trong tình yêu, những người mang số 2323 này thì rất là giàu trí tưởng tượng và thanh lịch. Vì vậy, nếu mà bạn có người này làm đối tác tình cảm của mình thì các bạn sẽ không bao giờ cảm thấy buồn chán. Và nếu mà các bạn muốn biết chính xác là họ muốn gì trong cuộc sống và họ rất là chọn lọc khi tìm kiếm bạn đời của mình, nếu thiên thần 2323 đã chọn bạn thì sẽ giúp cho các bạn biết cách để mà các bạn thu hút được cái điều mình muốn. Và cái người này thì rất là bí ẩn. Cũng nói thêm rằng là thiên thần số 2323 này rất là nồng cháy trong tình yêu và tất cả những việc khác trong cuộc sống. Tuy nhiên thì họ cũng có những cái đặc điểm xấu, đôi khi là rất ám ảnh và ghen tuông. Vì vậy mà có thể là một cái vấn đề lớn trong cái mối quan hệ hôn nhân. Nếu mà các bạn đi tới nên là các bạn phải hiểu và thương, và các bạn phải mở lòng thì chúng ta mới đạt được những điều mà chúng ta muốn. Và con số này sẽ mang đến cho các bạn những điều vô cùng tốt đẹp trong đời sống tình cảm. Điều quan trọng cần nói là số 2323 này rất quan tâm đến gia đình của họ, và gia đình là trên hết, và họ dành nhiều thời gian cho những người thân yêu của họ. Đó. Và các bạn, nếu mà các bạn nhìn thấy con số 2323 thì các bạn nếu mà nhìn nó quá nhiều, thấy nhiều lần thì cái này nó không phải là con số ngẫu nhiên, mà các bạn hãy có nghĩa là hãy thay đổi một số điều trong cuộc sống, và các bạn sẽ luôn được yêu thương và nhận được tình yêu từ cuộc đời này, từ vũ trụ. Và các bạn hãy sử dụng những cái tài năng của mình để mà thể hiện được những cái sáng tạo và giúp bạn đạt được những mục tiêu. Và các bạn biết rằng là con số này xuất hiện thì các bạn không đơn độc, bởi vì các bạn luôn được khuyến khích, luôn được nhắn những cái tin để các bạn thực hiện được cái tương lai của mình. Và khi mà các bạn nhìn thấy con số 2323 này thì các bạn sẽ thấy rằng là các bạn đang phải di chuyển và sẵn sàng để mà bước vào cái cuộc hành trình của mình. Nếu mà các bạn đang liên quan đến công việc kinh doanh thì hãy dành thời gian để cho bản thân mình di chuyển, và điều này nó sẽ làm cho các bạn tìm thấy được những cái điều mà mình cần thực hiện trong công việc. Và các bạn sẽ có được cái sự linh hoạt và tâm hồn rộng mở, và các bạn có cái năng khiếu bẩm sinh để truyền đạt những cái ý tưởng của mình. Và nếu như mà các bạn có những cái thói quen cũ, những cái thói quen không tốt thì các bạn hãy bỏ nó đi và hãy lưu ý đến cái quá trình mà phát triển tâm linh của mình. Và khi mà thực hiện được cái quá trình phát triển tâm linh của mình một cách tốt nhất thì các bạn sẽ có được một cuộc sống rất là dễ chịu và thanh thản. Và con số 2323 này có con số cộng lại là 46. Thì tổng giờ gương nó là 46 thì cho thấy là mức độ độc lập rất là cao. Bạn thích tự do hành động, và nhưng hơn thế nữa thì các bạn thích lựa chọn là sự tự do. Và các bạn hãy cảnh giác với bất kỳ ai muốn áp đặt quan điểm của họ lên bạn. Và bạn có cái sự mạnh mẽ về ý chí và tự do và rất là chính trực. Và các bạn đang trải qua cái sự phát triển tích cực trong cái nghề nghiệp của mình. Và các bạn muốn khám phá những lĩnh vực mới để mang lại cho các bạn những cái lợi thế nhất định trong cuộc sống này. Và những cái con số mà muốn, khi mà số 2 và số 3 thì nó muốn nói đến các bạn là hãy luôn luôn tin tưởng
với những cái điều mà mình đang làm, và hãy lạc quan, có niềm tin để mà chúng ta tìm thấy được, thực hiện được những cái điều mà chúng ta mong muốn, và các bạn sẽ tìm thấy được cái sự bình yên trong sáng và tình yêu thương bên trong của các bạn á. Và các bạn hãy luôn lạc quan về tương lai và số phận của bạn, và đồng thời trao bất kỳ nỗi quan tâm, sự sợ hãi hay lo lắng nào cho các bạn thì các bạn hãy trao hết đi ra ngoài, bỏ nó đi, đừng có suy nghĩ về nó nữa, và hãy duy trì một cái thái độ tích cực và tập trung vào những cái điều các bạn muốn, thì những mong muốn của các bạn sẽ quay trở lại, trở thành sự thật trong cuộc sống của các bạn. Và cảm ơn các bạn đã dành thời gian để lắng nghe cái thông điệp con số thiên thần 2323 này. Chúc các bạn một ngày mới vui khỏe, hạnh phúc và bình an. Cảm ơn các bạn đã đăng ký kênh để ủng hộ cho mình. Xin chào và hẹn gặp lại.